Theo lời giới thiệu của cụ thủ từ đền Dọc ngày hôm qua thì hôm nay chúng tôi lại đến đình Lạc Dục. Đình Lạc Dục cũng là một ngôi đình rất lớn mới hoàn thành vào năm 2022. Đây là cây cầu đi ra một cái lầu ngân bích, như kiểu lầu ngân bích ở giữa hồ đấy. Rất đẹp. Và phía đối diện là cổng đình. Đây gọi là cái hồ lớn nhưng mà nó giống như một cái giếng làng rất to, rất to. Có một cái đình lớn như thế này cũng có thể nói rằng là dân của làng Lạc Dục là cũng có rất nhiều con cháu thành đạt. Đây là toàn bộ cảnh, quang cảnh của đình làng Lạc Dục. Đây là các bạn đồng đạp của tôi đang đứng ngắm đình và giải lao. Ngay dưới nền sân đây là một cái bàn cờ tướng. Bàn cờ tướng này chắc là để đánh cờ người. Nhưng mà theo tôi nghĩ là cái bàn cờ tướng này mà đánh cờ người thì sẽ đứng hơi chật. Vẽ to ra một chút nữa thì đánh cờ người nó trông nó sẽ đẹp hơn. Ở giữa sân đình là một cái cây đa. Thiên nhiên cảnh đẹp cổ kỳ quan. Mạch đất linh thiêng truyền dấu lạ. Nếu mà các bạn ghé thăm đền Dọc thì các bạn cũng có thể là quá bộ sang bên, đi qua cổng làng Lạc Dục là để sang thăm viếng cái đình Lạc Dục, cũng là một nơi khá đẹp. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào một dịp khác, sẽ có những cái cảnh quan đẹp và hùng vĩ tôi sẽ giới thiệu với các bạn.